Nghi vấn lộ danh tính chồng sắp cưới của Thanh Hằng, diện mạo và gia thế ra sao mà netizen rần rần. Thông tin về người được cho là chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng đang khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Những ngày gần đây, thông tin về đám cưới đã được đồn đoán của Thanh Hằng trở thành tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm này, Thanh Hằng đã không ít lần úp mở về đám cưới của mình sau khi được bạn trai cầu hôn. Mạng xã hội mới đây đã lan truyền tin đồn Thanh Hằng sẽ lên xe hoa với bạn trai vào cuối tháng 10 này. Danh tính của chồng sắp cưới Thanh Hằng đến nay vẫn là một bí ẩn khiến nhiều netizen không khỏi xôn xao bàn tán liệu rằng ai là người khiến chị Đại làn mẫu Việt chấp nhận lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cư dân mạng cũng đã lan truyền hình ảnh và thông tin của người đàn ông này. Theo đó, người được cho là chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Anh là chỉ huy, hợp xướng và nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam hiện nay. Anh cũng là người đồng sáng lập dàn nhạc bán cổ điển Second Boot Orchestra. Dù phía Thanh Hằng cũng như chồng sắp cưới, trong tin đồn này chưa lên tiếng xác nhận, tất cả vẫn chỉ đang là tin đồn, nhưng netizen Việt đã rần rần bàn tán. Đa phần đều cho rằng nếu đúng đây là chồng sắp cưới của Thanh Hằng thì cặp đôi vô cùng đẹp đôi. Trước đó, vào tối ngày 28 tháng 9, Thanh Hằng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ The Best Day of My Life, ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Đặc biệt hơn, sau đó, chỉ sau một ngày, nữ siêu mẫu The New Mentor tiếp tục đăng ảnh dâm cặn bàn tay đeo hai chiếc nhẫn kim cương. Phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy, trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang úp mở ám chỉ về ngày lên xe hoa của mình. Tham gia live show Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng từng gây xôn xao khi chịu chia sẻ những thông tin ít ỏi về bạn trai. 5 năm cô đơn, 5 năm độc thân thì bây giờ Hằng nghĩ là mình tìm được một người phù hợp, tin tưởng được. Tất cả chúng ta cũng đều là máy scan hết đấy. Chúng ta scan qua thì chúng ta thấy người đàn ông này có thể đồng hành cùng chúng ta lâu dài.